Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbait Channel. Hiện tại trên tay mình là chiếc Xiaomi Mi Play. Chiếc máy này thì có rất nhiều kênh mở hộp, thậm chí kênh đóng hộp luôn rồi. Vì thế với video này mình sẽ cùng các bạn test đa nhiệm xem là liệu em nó đa nhiệm được khoảng bao nhiêu game, bao nhiêu ứng dụng cùng một lúc nhá. À, video này mình test game thôi, còn ứng dụng thì các bạn suy ra kiểu tương đương giúp mình, đừng sân si quá. Và hãy cùng mình bắt đầu video nào. Tới giá bán của Xiaomi Mi Play, mình sẽ để link cái phần mô tả. Hiện tại Clickbuy đang bán Xiaomi Mi Play với giá khá là tốt, anh em truy cập vào để biết chi tiết nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là xóa toàn bộ đa nhiệm của máy đi. Đấy các bạn thấy không? Trắng trơn không có gì cả. Còn cái vấn đề mà tắt đi bật lại thì mình sẽ không làm. Bởi vì một chiếc máy dùng bình thường thì không phải cứ mỗi lần muốn xem đa nhiệm tốt hay không lại tắt đi bật lại. Nó rất là điêu. Chúng ta hãy để máy hoạt động thật bình thường và sử dụng nó để test đa nhiệm. Mình cứ test tầm 5 game thì mình lại dừng lại và lốt đa nhiệm từ đầu để xem là nó còn giữ được hay không. Bắt đầu thử nhá. 1. Game chặt hoa quả. Rồi, tiếp tục thoát ra. À, chưa lốt xong à? Ok, welcome player 1 rồi này. Mình ra ngoài. Game số 2. Tiếp tục, game số 3. Những game này khá là nhẹ, mình nghĩ rằng là sẽ đa nhiệm rất là tốt, không có vấn đề gì hết. Anh ấy chạy đi đâu đây? Đâm thẳng xuyên thủng. Xuyên chết chúng nó. À đây là chơi luôn rồi các bạn ạ. Mình chưa chơi game này mấy mình không biết. Nào, tiếp. Dumb way to die. Những cách để chết à? Thú vị vậy nè. Rồi, tiếp tục thoát ra. Subway Suffer. Subway Suffer là game khá là nhẹ. Ok, mình đã vào xong rồi. Tap to play luôn đi. Tiếp tục nha. Mình sẽ quay trở lại Fruit Ninja để test xem mà liệu còn đa nhiệm được không. Ok, vẫn còn. Rồi, tốt. Không có vấn đề gì cả. Rồi, thế thì mình không test cái 5 way nữa, kiểu gì cũng được. Tempo run nào. Ok, play luôn. Chạy đi anh. Úi xời, con gì đấy? Đó con này nhìn sợ đấy, ngày xưa con King Kong trông còn đáng yêu, con này kinh quá. Nào, test tiếp Fruit Ninja xem còn bị out chưa. Rồi, chưa out nha, rất tốt. Tiếp tục, tiến tới Spider-Man. Thực ra theo mình thấy ấy, với cái cơ chế mà xóa bộ nhớ của Android thì cái game đầu tiên mình vào, cái lúc mà mình test ấy, nó sẽ bị xóa đầu tiên khi mà chúng ta load cái game mới, khi mà bị quá bộ nhớ RAM. Còn cái trường hợp các bạn đang chơi mà văng một phát ra khỏi thì tức là RAM của bạn lúc đấy không thể đủ đáp ứng cho game đó. Nó bung cái lượng RAM quá lớn, máy không đáp ứng được nên bạn bị thoát khỏi ứng dụng đó. Tap to start luôn. Ồ, bay đến. Bay qua đầu người nhé. Bye bye. Nova làm chờ đi. À không phải, cái không phải Nova làm chờ, mình nhầm. Nó là game Nova gì đó bắn mà 75MB nhẹ nhất trên cả Play. Thôi mình không có headphone đâu, các bạn bỏ qua headphone cho mình đi. Ok rồi, mình vào trong rồi, tiếp tục nào. Mình sẽ quay lại test từ đây cho tới Spider-Man xem còn được không nhá. Ok, Fruit Ninja còn tốt lắm. Ô, từ game này phải tải lại nhỉ. Khá là buồn. Từ từ, mình cho chạy luôn để chắc chắn được là không phải từ game bị tải lại. Rồi, đang chơi rồi. Tiếp, Jetpack tải chưa. Jetpack của chúng ta cũng đã bị tải lại. Ok, Jetpack tải lại rồi. Dumb Way to Die tải lại luôn. Nào, Subway Suffer. Subway Suffer cũng đã bị tải lại. À, như vậy thì khi mà mình đến cái game này thì máy này đã có hiện tượng là bị tràn RAM và đóng toàn bộ ứng dụng phía trước lại luôn.
mình sẽ vào CPU Z để check xem là bộ nhớ trống như thế nào mà lại ao như vậy. Hiện tại thì RAM của mình mới dùng tổng RAM là 3007, tức là RAM 4GB, và mình còn trống 1GB RAM. Thì mình hiểu sao có 1GB RAM trống mà lại ao khá là nhiều game như vậy. Thì bây giờ mình sẽ xóa đa nhiệm đi và test thử cho đến Spider-Man để xem máy có giữ được không nhá. Nào, rút đi ra. Ok, Fruit Ninja vào rồi. Zombie nào. Đoạn này mình sẽ làm nhanh lên nhá, để anh em không phải chờ lâu. Rồi bây giờ mình đã vào cái Spider-Man rồi. Đấy, để xem là liệu cái tựa game này có phải là khi vào nó sẽ làm mình out tất cả những game kia ra không. Cái này phải thử mới biết được. Let go. Úi giời, lượn qua đầu anh rồi, anh ngứa mắt rồi đấy. Nào, quay lại nào. Tựa game chẳng hoa quả. Ồ, như vậy đúng như mình dự đoán là bởi vì việc mình vào game Spider-Man thì đã khiến cho máy bị out toàn bộ từ Fruit Ninja tới Zombie hay là Z-Buck hay Dumb Way to Die, tất tần tật đều phải tải lại. Như vậy tổng kết lại là theo cái hướng thử của mình thì máy đã test được từ game Fruit Ninja cho tới Temple Run, và mình dự đoán rằng là Nova này cũng có thể chạy được. Nhưng khi mình load các game nặng thì lập tức những game nhẹ này out toàn bộ luôn. Và có tỷ lệ là anh em khi sử dụng Facebook Messenger thì chơi game có thể sẽ bị giật đấy. Lúc đấy các bạn thì có thể sẽ quay lại video test game của mình và nói rằng tại sao bạn dùng bị giật như mình thì không. Đơn giản vì hiện tại mình chưa có Facebook và chưa có Messenger. Có một lời khuyên nhỏ cho anh em nhé, nếu anh em nào bị giật như vậy, các bạn hãy chọn là hy sinh Facebook Messenger, dùng phiên bản light, bản nhẹ thôi, để cho máy bạn đỡ hiện tượng bị tràn RAM. Và mình cảm thấy rằng như là 4GB RAM ở trên chiếc máy này vẫn chưa được quản lý đa nhiệm một cách tốt lắm. Rồi, thì anh em thấy sao về video này, anh em để comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau.